Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn ngày 20 tháng 1 của kênh VTC14. Mở đầu bản tin là những thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên cả nước trong 3 ngày 18, 19 và 20 tháng 1 theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt, Bộ Công an vừa cung cấp. Thưa quý vị, trong 3 ngày 18, 19, 20 tháng 1 năm 2014, cả nước đã xảy ra 150 vụ tai nạn giao thông, làm chết 81 người, bị thương 100 người. Trong đó có 148 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 79 người chết và 97 người bị thương. 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết 2 người, bị thương 3 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 23.548 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Kho bạc nhà nước thu 12 tỷ 318 triệu đồng, tạm giữ 40 xe ô tô, 2.363 xe mô tô. Tiếp theo là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Dịp Tết, nhu cầu thuê xe tự lái tăng khiến thị trường cho thuê xe tự lái trở nên khan hàng. Giá tăng trung bình từ 20 đến 50%. Càng cận Tết, giá thuê xe càng bị đội lên cao với lý do khan xe, hết xe. Ngay từ đầu tháng 1 năm 2014, trên địa bàn Hà Nội, không ít người đã rục dịch tìm hỏi thuê xe bằng cách tìm thông tin trên mạng hoặc dạo qua các khu phố có nhiều cửa hàng cho thuê xe tự lái như Trần Khắc Trân, Nguyễn Văn Cử hay Cầu Giấy. Các xe cho thuê năm nay đều được yêu cầu thuê ít nhất 10 ngày với giới hạn km từ 250 đến 300 km trên một ngày. Số km phụ trội sẽ bị tính thêm tiền từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng trên một km. Thuê xe giá cao khiến nhiều người phải tính đến các giải pháp khác như đi chung hoặc thuê xe chung. Ngày 19 tháng 1, lãnh đạo đội 5 Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết đã triệu tập hàng chục đối tượng có vé tại các bến xe, nhà ga để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, lôi kéo mời chào hành khách. Các trường hợp trên đều bị bắt quả tang khi đang lôi kéo hành khách đi xe các tuyến Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nam Định. Tại cơ quan công an, nhóm cò mồi thừa nhận hành vi và cho biết mỗi ngày được các chủ xe trả công từ 150 đến 200 nghìn đồng. Tùy theo mức độ vi phạm, các cò mồi trên sẽ bị xử phạt hành chính từ 100 đến 200 nghìn đồng về hành vi gây mất trật tự công cộng. Hôm qua 19 tháng 1, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 đã tổ chức lễ khánh thành và thông xe tuyến đường Nam Bến Thủy đến Bắc thành phố Hà Tĩnh. Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A, đoạn Nam Bến Thủy đến Bắc thành phố Hà Tĩnh, có chiều dài hơn 35 km. Đoạn đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng. Trên tuyến đường còn có 9 cây cầu với chiều dài khoảng 550 m. Dự án có tổng kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng. Đoạn đường được khởi công vào tháng 9 năm 2012 là dự án quan trọng đảm bảo giao thông trọng điểm trên quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh. Sau 16 tháng thi công, dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng vượt tiến độ 8 tháng. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng nút giao thông lập thể tại điểm giao cắt giữa đường sắt Hà Nội-Hải Phòng và quốc lộ 5 với đường 390 hay còn được gọi là ngã Ba Hàng. Nút giao này được thiết kế dạng bán hoa thị, bao gồm cầu chính vượt qua quốc lộ 5 và đường sắt Hà Nội-Hải Phòng. Hai nhánh cầu vượt đường sắt Hà Nội-Hải Phòng bên phải quốc lộ 5 và hai nhánh cầu vượt Hòa Thị bên trái quốc lộ 5 kết nối với quốc lộ 5. Tổng mức đầu tư 998 tỷ đồng. Việc hoàn thành đưa dự án vào sử dụng đã góp phần xóa bỏ điểm đen về tai nạn và ùn tắc giao thông tại khu vực ngã Ba Hàng. Bộ Giao thông Vận tải vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép cổ phần hóa công ty mẹ, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, để huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành. Cụ thể, đề nghị Thủ tướng xem xét cho phép Bộ Giao thông Vận tải được thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, nhà nước nắm giữ trên 75% vốn điều lệ của công ty cổ phần, được thực hiện trong năm 2014. Lý giải việc cổ phần hóa, Bộ này cho rằng những năm tới cần tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ ở tất cả các khâu, từ chuẩn bị đầu tư đến thực hiện các dự án đầu tư. Trong đó đáng chú ý là hai dự án lớn nhất là đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành có công suất lên đến 100 triệu khách một năm và dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Nội Bài để đạt công suất 50 triệu khách một năm.
Việc cổ phần hóa này sẽ giúp doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tập trung nguồn lực để đầu tư có trọng điểm từng công trình dự án. Cũng theo bộ này, đến cuối năm 2013, tổng tài sản của công ty mẹ là 30.500 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ so với năm 2012, trong khi vốn điều lệ năm 2013 là gần 14.700 tỷ đồng. Thưa quý vị, tính cho đến thời điểm này, ngành đường sắt còn tồn trên 20.000 chiếc vé tàu Tết. Đây là hiện tượng chưa từng xảy ra và bất thường. Sở dĩ người dân quay lưng với tàu Tết một phần vì giá vé tăng quá cao, phần nữa là do thái độ phục vụ của ngành không làm hài lòng hành khách đi tàu. Ngành đường sắt hiện không thông báo rõ ràng mức tăng giá vé, mà chỉ nêu tùy từng giai đoạn giá vé sẽ tăng 2% đến 10% so với Tết năm trước. Qua tham khảo bảng giá vé tàu Tết năm nay, mức tăng ở mỗi loại ghế giường đều khác nhau. Tuy nhiên, ở nhiều loại ghế, loại tàu có giá vé tăng rất cao. Điển hình tuyến Bắc Nam, loại ghế ngồi cứng có điều hòa của các tàu SE4, 68, giá ngày thường xấp xỉ 900.000 đồng, nhưng đã tăng lên đến 1,2 triệu đồng một vé. Cũng loại vé này, từ ngày hôm nay, giá tiếp tục tăng thêm gần 600.000 đồng một vé. Như vậy, so với ngày thường, loại vé này tăng trên 65%. Đặc biệt, ghế phụ của loại tàu SE6, tuyến Sài Gòn-Hà Nội, ngày thường giá 616.000 đồng một vé, đã vọt lên 1.016.000 đồng một vé. Đến ngày cao điểm Tết, tức sau ngày 20 tháng 1, tăng thành 1.342.000 đồng một vé, tức 117%. So sánh giá vé của tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Diêu Trì, tỉnh Bình Định ở một số loại tàu TN2-18 cho thấy giá đã tăng 32% đến 92%. Những ngày cao điểm sắp tới, giá vé tàu tuyến này tiếp tục tăng giá, ghế phụ tăng giá 157% thành 515.000 đồng một vé và ghế ngồi cứng điều hòa tăng 117% thành 580.000 đồng một vé. Mặc dù chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết, nhưng theo các hãng hàng không Vietnam Airlines, Zeta Pacific và Vietjet Air, vé vẫn còn tương đối nhiều, lên tới hàng ngàn chiếc từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 1. Vietnam Airlines cho biết, vé của chặng từ Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội ngày 23 tháng 1 còn 1.771 chỗ phổ thông, 304 chỗ thương gia. Ngày 24 tháng 1 còn 4 chỗ phổ thông, 405 chỗ thương gia. Ngày 25 tháng 1 còn 449 chỗ hạng thương gia. Ngày 26 tháng 1 còn 287 chỗ phổ thông, 719 chỗ hạng thương gia. Ngày 27 tháng 1 còn 1.093 chỗ phổ thông, 727 chỗ thương gia. Ngày 28 tháng 1 còn 1.212 chỗ phổ thông, 748 chỗ thương gia. Ngày 29 tháng 1 còn 2.093 chỗ phổ thông, 400 chỗ thương gia. Và ngày 30 tháng 1 còn 1.980 chỗ phổ thông, 386 chỗ thương gia. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng máy bay của các hãng đã tăng hơn, lượng vé bán ra, đường bay mới cũng nhiều hơn. Năm ngoái, Vietjet Air chỉ có 5 máy bay, năm nay hãng này đã có tới 11 máy bay, tăng 120% về số chỗ. Zeta Pacific năm nay có 7 máy bay, so với 5 máy bay của năm ngoái, cũng đã tăng 40% lượng vé cung ứng ra thị trường. Chỉ riêng Vietnam Airlines áp dụng quy định từ ngày 21 tháng 1, vé của các chuyến bay nội địa chỉ bán một giá vé. Từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội là 2.997.000, trừ tính thuế, phí. Các hãng còn lại, mức vé thay đổi tùy theo ngày bay và giờ khởi hành của chuyến bay. Vào thời gian gần đây, theo phản ánh của hàng trăm hành khách, nhiều xe buýt ở Đồng Nai đã bỏ chuyến, tháo ghế để chở hàng và gây phiền hà bức xúc cho hành khách. Điều đáng nói là thực trạng này đã kéo dài cả năm nay nhưng không bị chấn chỉnh và xử lý dứt điểm. Trung tâm điều hành vận tải hành khách công cộng cho biết, tình trạng xe buýt ở Đồng Nai dừng đón khách tùy tiện, không đúng nơi quy định, chạy lạng lách vượt ẩu, hành hung khách hàng, tranh giành khách gây mất an toàn giao thông hiện diễn ra khá phổ biến. Ông Lê Văn Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cho biết, sắp tới sẽ tăng cường công tác kiểm tra toàn bộ việc niêm yết giá, thay đổi các băng ghế trên xe buýt, thu tiền không xé vé, thu quá quy định, thái độ phục vụ của lái xe, nhân viên phục vụ và sẽ kiên quyết xử lý để chấn chỉnh. Còn theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, trong năm 2013, các tuyến trợ giá do Công ty Cổ phần Vận tải Sonadeji bỏ hơn 1.000 chuyến, tập trung vào các tuyến 6, 7, 8. Các tuyến không trợ giá bỏ gần 10.000 chuyến, tập trung vào các tuyến 4, 9, 12, 14, 16. Như thường lệ, sau đây sẽ là lịch bay hàng không trong ngày. Thank you.
uống rượu bia và lái xe, giá đắt phải trả. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện giao thông của ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày giáp Tết, người dân thường có nhu cầu hồi hương, thăm thân và du lịch rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu đi lại này, các địa phương trên cả nước đã lên phương án phục vụ vận tải Tết từ rất sớm. Tại Khánh Hòa, ngay từ đầu quý 4 năm 2013, bến xe phía Bắc thành phố Nha Trang đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và làm việc với các đơn vị vận tải, đưa phương tiện vào bến hoạt động tăng cường, sẵn sàng giải tỏa hành khách vào những ngày cao điểm đi lại Tết Giáp Ngọ. Vào thời điểm cuối năm này, mỗi ngày bến xe Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có hơn 100 lượt xe xuất bến, chủ yếu là xe liên tỉnh đi thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Để đáp ứng nhu cầu hoạt động của phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự của hành khách khi đến bến xe mua vé đi lại, cơ sở vật chất đã được nâng cấp, sửa chữa từ trước. Bến xe phía Bắc Nha Trang đã sẵn sàng phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết. Bắt đầu từ tháng quý 4 là 2003 chúng tôi đã chuẩn bị. Thì về mặt trang hoàng, về mặt chuẩn bị cơ sở vật chất và sửa chữa cái bến bãi cho khang trang, và đồng thời là chúng tôi có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, kế hoạch phục vụ khách, tăng thêm tài chuyến để phục vụ nhân dân. Phương châm của chúng tôi á là phục vụ tốt nhất về cái chất lượng phương tiện cũng như chất lượng tại bến xe. Đến nay đã có các đơn vị vận tải bên ngoài như Phương Nam, Phương Trang vào bến hoạt động và tăng cường phương tiện phục vụ trong dịp Tết trên các tuyến có nhu cầu đi lại cao từ Nha Trang đi thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Bình Định, Hà Nội, Vinh. Theo các đơn vị vận tải, việc đưa phương tiện vào bến phía Bắc Nha Trang hoạt động lâu dài là nhằm thực hiện chủ trương đảm bảo trật tự vận tải của Bộ Giao thông Vận tải cũng như đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Lý do thứ nhất là do thông tư số 18 để ổn định trật tự an toàn giao thông vận tải. Công ty quyết định chọn phía Bắc về lâu về dài. Lý do thứ hai là theo được nắm tình hình thì lượng hành khách với dân cư mật độ ở phía Bắc này rất là đông, nhưng mà rất ít đơn vị vào bến. Cho nên công ty quyết định chọn bên này để nhằm phục vụ lượng khách đi lại. Theo kế hoạch, ngày 18 tháng 1 vừa qua, bến xe phía Bắc Nha Trang đã bắt đầu bán vé cho các xe chạy tuyến Nha Trang, Vinh, Hà Nội. Đồng thời, bến xe cũng đã làm việc với các doanh nghiệp vận tải, tăng cường phương tiện phục vụ trên tuyến Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trước, trong và sau Tết. Đối với tuyến Nha Trang đi Quảng Ngãi và ngược lại, mặc dù nhu cầu đi lại của khách chủ yếu một chiều, nhưng ngoài các phương tiện hoạt động cố định, bến xe cũng đã làm việc với các đơn vị vận tải, đảm bảo tối thiểu có 2 xe một ngày, sẵn sàng giải tỏa hành khách khi cần. Việc chuẩn bị trước về cơ sở vật chất cũng như tăng cường vận tải tại các địa phương không chỉ giúp phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân, mà vấn đề an ninh trật tự xung quanh khu vực bến xe cũng sẽ được đảm bảo, tránh được tình trạng xe dù bến cóc và bắt chẹt hành khách. Bản tin giao thông an toàn ngày 20 tháng 1 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.